của Jenny Hiền. Em giới thiệu bài hát của em cho quý vị khán thính Em giả luôn có đi em. Which one? The one on this video? Điệp khúc Đối xuân này xưa xưa xưa. Anh muốn em giới thiệu. Hồi nãy giờ đứng lẽ anh nghe em nói chuyện mà em giống như là muốn anh cứu bồ, nhưng mà anh không muốn nói vô, bởi vì anh muốn cho ca sĩ tự nói để tập làm quen đến quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, đó là một điều mà quý vị thấy nhiều ca sĩ lên sân khấu hát hò hát là thấy dữ dội lắm, nhưng mà khi đến nói chuyện là cứ rụt rè. Mà mỗi lần Andy Thanh lên talk show thì lúc nào cũng giúp cho các em là nói chuyện thêm. Sau đó là Andy Thanh thấy nếu mình giúp hoài các em sẽ không nói thêm được nữa, cho nên là lúc nào cũng nói thôi để em tự nói rồi, nhưng mà em tự sửa. Chị nghe nói mấy các em nói Andy Thanh dành nói hết. Bây giờ em giới thiệu bài hát. Bài đó là Điệp khúc mùa xuân. Nếu mà Andy Thanh nói vậy thì cho phép xin cho Jenny xin phép, tại vì Jenny thuộc loại về shy, và I'll do my best. Đây là cuốn mới nhất của trung tâm Blue Ocean and rất là hay và rất là hấp dẫn. Có gì năm mới quý vị mua ủng hộ cho trung tâm cũng như anh chị em nghệ sĩ chúng tôi. Trong này Jenny trình bày nhạc rất là quen thuộc nhưng mà rất là hấp dẫn, tại vì cái performance very different, the really good ideas. Anyway, cái bài đó là bài Điệp khúc mùa xuân của Quốc Dũng, nhạc sĩ Quốc Dũng. Cho nên xin mời quý vị please buy original, no copy, không có copy không bằng original đâu nha. Coi như là ủng hộ trung tâm. And we really really thank you so much for your support and hopefully you like my song. I do. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Điệp khúc mùa xuân với tiếng hát của nữ ca sĩ Jenny Hiền. Nhiều năm tình sâu muôn hương, này gió ấy cuốn từng lá rơi và nắng hãy chiếu màu thắm tươi cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng trời vơi, dù hồn ta say trong tiếng cười. La 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 la. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Trinh Hiền với nhạc phẩm Điệp khúc mùa xuân. Nghe là thấy xuân liền. Thấy xuân liền. Trở lại với lại tour Úc Châu. Thưa chị Carol Kim, thì hồi nãy chị có nói là 10 năm chị không có gặp quý vị khán thính giả, thì em nghĩ chắc giờ này mà chị gặp khán thính giả giống như là một cái kỷ niệm mà phải nói là nó rất là phải nói sao ta, một kỷ niệm mà phải nói là mình rất nôn nóng để gặp rất khán giả, nóng, phải không? Đúng rồi em. Thì em đúng. Nghĩ nếu mà chị mà nôn nóng gặp khán giả thì khán giả cũng sẽ rất nôn nóng gặp chị. Chị cũng hy vọng như vậy. Nhưng mà hình như có một cái gì đặc biệt mà em giấu, em chưa chịu nói. Bây giờ thôi gần hết giờ rồi, em nói luôn cho rồi. Hình như có một cái gì rất là quan trọng mà rất là đặc biệt cho cái show Úc Châu. With the honor, cái show Úc Châu đó. Một cái honor thực sự, một cái danh chị dự. Là danh dự, là rất là nhiều cái sự danh dự chị. Danh dự là thứ nhất là các cộng đồng, các chủ tịch cộng đồng hay là những cái người đặc biệt đã góp mặt trong cái chương trình Blue Ocean Music này là cái đặc biệt. Nhưng mà cái niềm mà phải nói, em đã nói một lần trên show của cô Phượng Liên rồi mà em xin được nhắc lại chút xíu, là một niềm rất là hãnh diện của trung tâm Blue Ocean Music. Thưa quý vị, đó là cựu tổng thống của nước Úc, một người mà đã ân nhân cho người Việt Nam của mình tại Úc Châu rất là nhiều vào những ngày mà nước Úc Châu mà chấp nhận người Việt Nam tị nạn tại cưu mang người Việt Nam tại Úc Châu, đó là cựu tổng thống Malcolm Fraser sẽ có mặt trong cái show Blue Ocean Music Người Việt trên xứ người số 2 này. Thưa quý vị, trung tâm khi mà gửi lời mời cũng như ban tổ chức gửi lời mời thì không ngờ được một cái lá thư hồi âm và cũng được bà cựu tổng thống hồi âm lại và nói chuyện là sẽ dự trong cái show này. Thì đó là một cái niềm phải nói hãnh diện của trung tâm. Trung tâm chỉ mong rằng quý vị khán thính giả mà nghe được cái talk show này thì tất cả quý vị khán thính giả, nhất là Úc Châu, mà khi nghe được này mình hãy nên đi, bởi vì một người mà đã cưu mang người dân tộc, người Việt Nam, người Úc Châu của mình mà đã ủng hộ cho cái chương trình này rồi, chẳng lẽ mình là người Việt Nam mình không ủng hộ cho người Việt Nam mình sao? Thì chỉ mong rằng tất cả quý vị khán thính giả Úc Châu hãy ủng hộ cái show này bằng cách là đi mua, giống như hồi nãy anh đi Thanh nói là mua những cái vé mà để cho trung tâm cũng như các anh chị em nghệ sĩ và ban tổ chức lên tinh thần mà làm cái show hay hơn và hấp dẫn hơn, thưa chị. Đúng. Và một cái mở màn cái chương trình phải nói là một mở màn rất là đặc biệt, mà Andy Thanh cũng đã từng thưa trước đến quý vị là một cái bài hát mà của một cái bài thơ của chú Thái Tú Hạc mà Andy Thanh phổ nhạc và sẽ
coi như một toàn bộ anh chị em nghệ sĩ trình bày cái mở màn này. Nó rất đặc biệt thưa quý vị. Thì Andy Thanh chỉ mong rằng quý vị khán giả ủng hộ thêm để trung tâm mà có lên tinh thần cũng như là làm những cái chương trình mà đặc biệt mà phải nói về người Úc Châu thưa quý vị. Quý vị ơi, nghe Andy Thanh la làng quá, quý vị dùng ơn ủng hộ dùm. Mà nếu mà khán giả càng đông chúng tôi càng hot, mà cô này thì hot rồi thì để tôi hot tiếp. Bây giờ nó cũng gần hết xí quách rồi, cũng ráng thôi chút xíu thôi quý vị. Không, thưa chị, chị nói hết xí quách thì em nghĩ không hết xí quách đâu. Chị mình... thì hơi khiêm tốn chút xíu. Thưa quý vị, mà quý vị mà nghe chị Karen Kim hát ở ngoài live hay rồi, mà vô phòng thông nghe chị hát nữa, trời, nghe cái phòng thông, trời, âm thanh phòng thông mà nghe là trời tê tái lòng người. Em mà nghe chị hát 15 tình cũ rồi á, em vẫn còn thích nữa. Em, không em mà nhiều khi mình nói là nghe, mèo khen mèo dài đuôi, cái đó quý vị phải tới thưởng thức mới tới. Đúng live rồi. Show rồi mới biết cái đó. Dạ. Chứ thật. Còn không hay thì chắc không lấy tiền. Không lấy tiền tôi thôi chứ không lấy tiền. Thưa chị, thực sự thì em cũng muốn xin thưa chị, tại nhiều các anh chị em cũng như những người nghệ sĩ tên tuổi như chị, giống như các đàn chị thì hơi khiêm tốn thôi. Thực sự nếu mà không có chị, không có tên tuổi cũng như không có, thì chắc trung tâm tụi em cũng không được sự ủng hộ khán giả nhiều đâu, bởi vì nhờ các đàn anh đàn chị như chị Karen Kim, chị Thanh Lan, anh Công Thành, Phượng Liên, Sơn Tuyền, hoặc là những các những đàn chị đó là một cái điều mà để cứu vớt cho trung tâm thực sự thưa quý vị, và cũng làm cho trung tâm có những người tên tuổi, bên cạnh đó là có những anh chị em, có những ca sĩ trẻ, đàn trẻ lên là coi như đàn chị giúp đàn em. Nhưng mà ngược lại mình nói qua thì nói lại thì sự thật có trung tâm thì anh em nghệ sĩ mới có được dịp gần quý vị, không gần bằng hình ảnh, right. Gần bằng cái con người, nhưng mà quý vị sẽ thấy tôi trong hình ảnh là nhớ tới tôi, chứ nhiều khi đó là một cái nhịp cầu để mà bắt gần nhau, chứ là lâu lắm rồi Karen Kim cũng ít xuất hiện trên những cái DVD. Chứ nhiều người gặp Kim thì hỏi ủa còn hát không, thì cũng hơi buồn đó quý vị. Nhưng mà đây là một cái nhịp cầu của Blue Ocean để cho Karen Kim có dịp mà rất là hạnh phúc và rất là happy được dự trong chương trình của em. Chị cũng chân thành cảm ơn. Thưa chị, thì đối với em là một người nghệ sĩ mà muốn giữ một cái tên tuổi rất là lâu, và chị là một cái người tên tuổi là trước năm 75. Giữ một cái tên tuổi đối với em là khó lắm. Và giữ được, và bao nhiêu năm mà khi mình xuất hiện trên sân khấu mà được khán giả được vỗ tay nữa là một điều rất là quan trọng đối với em. Không phải là tại chị ngồi đây là em khen chị, mà thực sự, sự thật thưa quý vị, Andy Thanh đã làm việc biết bao nhiêu ca sĩ, từ ca sĩ không có tiếng đến ca sĩ có tiếng. Giữ một cái tên tuổi của một người nghệ sĩ rất là khó, và càng khó hơn mà để cho khán giả mỗi lần mình xuất hiện khán giả yêu mến mình rồi còn vỗ tay thêm nữa là một cái sự rất là khó thưa quý vị. Cũng như thôi, chương trình mình đã hết. Andy Thanh, thứ nhất cũng như hồi nãy đã nói đến quý vị là thứ nhất là mua DVD Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa của trung tâm ban nhạc Blue Ocean Music. Thứ nhì là nếu quý vị nào mà thích đi tour thì xin gọi đến trung tâm để có được dự cái tour Úc Châu 12 ngày 11 đêm thưa quý vị. Và em cảm ơn chị Karen Kim đã bỏ chút ít thời giờ với trung tâm ban nhạc Blue Ocean Music cũng như trên đài VHN để thưa chuyện đến quý vị, cũng như cảm ơn em Jenny Hiền bỏ chút ít thời giờ. Thì giờ phút cuối này thưa chị và Jenny Hiền có lời gì đến quý vị khán giả, lời chào đến quý vị khán giả thưa chị? Chưa, chị cảm ơn Andy Thanh và cảm ơn Jenny Hiền đã tới chung vui tụi mình để nói trò chuyện hôm nay. Và trong cái dịp sắp sửa xuân đến, kính thưa quý vị, Karen Kim chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ Karen Kim bao nhiêu năm nay. Và trong dịp Tết sắp sẽ đến, Kim xin chúc quý vị an khang thịnh vượng và rất là nhiều may mắn, và nhớ ủng hộ trong cái DVD mới Đón Xuân Này và Nhớ Xuân Xưa. Và đặc biệt trong cái tour Úc, nếu quý vị cảm thấy muốn có một cái du lịch mà để cho thoải mái, một cái vacation, thì xin quý vị ủng hộ chương trình du lịch của chúng tôi sắp sửa tới ở bên Australia. Xin kính chào quý vị. Nói hết rồi hả? Rồi em cứ nói, em tự nhiên mà nói, em cứ tự nhiên mà nói không sao hết. Quý vị đang ngồi coi và cười theo phải không? That's good. That's a good start for a new year. Thì anyway, Jenny cảm ơn quý vị đã thưởng thức chương trình talk show của Blue Ocean, and hy vọng quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và lúc nào cũng ủng hộ cho anh chị em nghệ sĩ như là chị Kara Kim, Jenny Hiền và trung tâm Blue Ocean, and Andy Thanh, and hope to see you on every single show và ở Australia. Cảm ơn chị. Hay quá, Jenny Hiền. Jenny Hiền. Và xin hẹn Andy Thanh. Cảm ơn
quý vị đã bỏ chút ít thời giờ để thưởng thức chương trình talk show của Annie Thanh cũng như là của các anh chị em nghệ sĩ của Trung tâm Ban nhạc Blue Sun Music. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Bye.